Lê đi vòng chợ Phan Thiết, mời các cô chú anh chị và các bạn cùng hành Lê tham quan chợ Phan Thiết nha. Đường này đường gì Lý Thường Kiệt? Đường này đường Lý Thường Kiệt. Mình coi cái gì? Trứng mực nè, ăn không? Đi vô ăn. Mình đi vô ăn. Đây là trứng mực nè. Hai mẹ cháu tấp vô đây ăn nha. Rồi mình ăn bên nào? Ăn bên đây hả? Này là cái gì? Cháu này là cái này là bánh tôm. À, bánh tôm. Cái này là nguyên nguyên. Ồ, nguyên cái trứng con mực luôn hả? Cái này trứng hả? Con mực ống. Chị giả ra chị chiên rồi cái này trứng con mực đen rồi. À, trứng mực này là ngon lắm nè, béo lắm. Chị trứng mực mình ăn làm sao? Mình ăn với cái gì? Dạ, mình ăn với cái này. Ok, đi chị làm cho em hai phần đi. Giới thiệu cho các bạn ở Phan Thiết nè, món là mấy món lạ nè. Ở Cà Mau á có món đặc biệt của Cà Mau nha. Phan Thiết có bán món đặc biệt của Phan Thiết. Cái này thì bên Việt nè, Cà Mau mình có. Ủa sao người ta ăn như gì thì chị bán như gì đây? Trứng mực nó béo. Nó béo thật là béo luôn. Nó giống cái gì ta? Nó giống như miếng thịt mỡ vậy đó. Nó giống như miếng thịt mỡ vậy, nó béo. Là cái này. Cái này nè. Đúng rồi chị. Miếng chả chị ạ. Với thêm đồ chua nữa các bạn. Đó là trứng kho. Ở đây là trứng nhỏ. Còn trứng nhỏ hả? Còn cái trứng nhỏ nữa hả? Cái này trứng mực nhỏ. Mấy cái con mực nhỏ nó có cái trứng nhỏ. Có thể là những người ở Phan Thiết nè. Thấy cái món này là chắc cũng thèm lắm nè. Chả mực hấp. Chả mực hấp. Ở miền Tây mình thì chả cá nhiều hơn, chả mực không có nhiều. Nãy cho hành Lê ăn chả chiên và ăn chả hấp nha. Đó, ngon chưa? Ngon chưa? Quá tuyệt vời, quá ngon, quá tuyệt vời. Dạ chút xíu nữa em quay lại mới ăn no quá. Cái này cũng ướt. Nhiều lắm. Coi cái này là chè phải không? Chè đậu quán đó chị ạ. Chè đậu quán. Chè xôi cứu luôn. Chợ Phan
hi. Là nhiều. Dạ, cái đây là khúc này là chợ bán trái cây. Dưới đây là chợ bán trái cây. Họ mình qua bên chợ bán quần áo nữa không? Bà chợ bán quần áo là trên lầu. Ok. Vậy mình đi qua đây. Cái này là chợ bán trái cây. Rồi mình đi ra làm sao là? Đây, cuối cùng thì Hạnh Lê sẽ quyết định dừng lại ở nơi đây để thưởng thức món bánh xèo này các bạn. Ở Phan Thiết mình đó là làm bánh xèo nhỏ nhỏ như thế này nè các bạn. Ở Cà Mau mình, ở miền Tây mình thì nó không có giống vậy đâu. Lớn hơn bánh khọt một chút xíu nhưng mà nó ngon, nó giòn lắm. Anh Lê mỗi lần mà về Phan Thiết hay ăn món này. Và cũng chờ 5 năm rồi đó, bây giờ trở lại để ăn món này. Nó giòn lắm. Tại nó nhỏ đó. Rồi nó tựa bánh khọt mình nướng vậy nè. Nó ngon lắm. Nướng bằng đất á, ngon lắm. Chỉ bằng bánh xèo. Bánh xèo ở Phan Thiết hả chị? Nó vừa mới chiên ra là mình ngồi ăn liền luôn, khỏi chê luôn á. Đó, có sao. Nhiều người thèm lắm đó nha, mấy đứa nhỏ ở bên Bảo Lộc phái món này lắm nè.
coi là thèm lắm. Ừ. Rồi. Đây mời mọi người ăn bánh xèo. Đây, hai mỡ cháo. Hai mỡ cháo đi luôn rồi. Đúng to nè với bánh xèo. Vừa mới nướng ra giòn luôn. Nè, đó coi kìa bóc khói nó nè. Mà nó giòn lắm. Tại mình nướng bằng đất á. Xèo nướng bằng đất ngon lắm. Thấy ngon quá. Ngon quá không? Tuyệt vời quá, tuyệt vời luôn. Bánh xèo nó có tôm nè. Nguyên con tôm. Nó cũng có thịt nữa, thịt nữa. Ở miền Phan Thiết. Món này món gì đây? Bún bò chị. À bún bò hả? Phở bò. Cái này là mỡ hai. Si nó còn nhớ cái này là mỡ hai yêu thích món này nè. Đi lên đầu. Trên lầu cũng có bán tiệm vàng nữa nè. Ở đâu cũng có bán mấy cái tiệm hả? Mấy cái này đồ đâu phải đồ. À mấy cái này nè. Cho mình coi mấy cái này nè. Phải không? Cái nó cũng không cần càng lắm đâu. Chắc mà Hạnh mà cột vô cái được á. Cái này là cái mùng chụp. Mùng chụp. À, mình chấp vậy ha. Cái này nó không gãy đâu, sợ nó dẻo. Ok, ok. Cái 50 ngàn. Lâu lâu cái 20 ngàn, mới mua cái 50 ngàn. Có mấy đôi guốc dễ thương à. Ủa, bây giờ người ta mang guốc lại hả? Được rồi. Thấy ở trên mình nhìn xuống à, ở trên nhà lồng. À, trên nhà lồng nhìn xuống. Rồi à, cổng số 10 trên lồng. Trên lầu của nhà lồng. Phan Thiết, chợ Phan Thiết. Còn là mùi thuốc nam, thuốc bắc gì, thơm quá. Sau khi Hạnh Lê tham quan một vòng chợ Phan Thiết, bây giờ Hạnh Lê sẽ đi đến những cảnh biển đẹp, mát mẻ nha các bạn. Đường lớn Trần Hưng Đạo phải không? Giờ này là giờ người ta đi đón con. Giờ này cũng chưa. Mình đi hơi buổi trưa. Hạnh Lê đi theo dọc dài ở bến tàu đó các bạn, bến tàu mà người ta đi chài cá đồ về đó các bạn. Một mớ người thì gỡ lưới cá, cá còn tươi. Một mớ người thì giá lưới. Cuộc sống hàng ngày người ta là như vậy đó các bạn, giống như một cái chợ nhỏ, chợ nhóm. Thấy nó cũng vui nhộn lắm. Đồ tươi sống, nếu các bạn muốn ăn đồ tươi sống thì các bạn sẽ đến tại nơi đây là cá mới câu về luôn đó các bạn. Bến tàu này nó cũng khá dài các bạn. Nãy giờ Hạnh Lê chạy cũng khá lâu rồi mà vẫn chưa hết. Cái lượt tàu vẫn còn đậu san sát nhau, cũng vẫn còn đông nghẹt à các bạn. Ở bên ngoài thì mình thấy rất là vui, cảnh rất là đẹp, không khí trong lành.
ở Phan Thiết thì có cái là mát mẻ lắm, gió biển rất là, mà không biết nói sao, rất là nên thơ, rất là đẹp các bạn. Tại mình ở miền Tây á, miền đồng bằng á, mình đến đây mình thích lắm. Kế đến Hạnh Lê đến một danh lam thắng cảnh cũng nổi tiếng, là một gương mặt đẹp của Phan Thiết đây. Ai cũng đều biết Phan Thiết thì cũng phải biết Đồi Dương hết á các bạn. Đồi Dương cảnh nên thơ hữu tình, mát mẻ lắm. Đối mặt với Đồi Dương là những ngôi nhà cao này rất là lạ lẫm với Hạnh Lê. Hạnh Lê đi mấy năm Hạnh Lê trở lại thấy nhiều điều khác. Những cái ngôi nhà này mới mọc lên thôi hả các bạn, nhưng mà nhìn san sát nhau, nhìn rất là sang trọng. Hạnh Lê cũng cảm thấy là bất ngờ, bởi vì người ta xây dựng quá nhanh, quá tuyệt vời ở khu nghỉ dưỡng này. Mình đi một vòng cái rồi mình hãy lựa chỗ. Mình đi quay một vòng. Tuyệt vời. Có không ra da nào mà cũng hay không? Là Cà Mau thì dễ thương vô cùng rồi, còn Phan Thiết thì sao? Đó, Phan Thiết cũng nhiều cảnh đẹp lắm. Về cũng hơi ngắn quá. Gió mát. Quá trời mát, quá tuyệt vời luôn. Hạnh Lê tạm dừng chân và ngồi nghỉ mát ở tại địa điểm này và cũng xin tạm dừng video. Mời các bạn theo dõi video sau của Hạnh Lê nhé. Các bạn nhớ ủng hộ cho Hạnh Lê. Hạnh Lê cảm ơn. Thank you.